Khám phá hạnh phúc, tại sao hành trình quan trọng hơn đích đến? Hạnh phúc không nằm ở thành công, hành trình khám phá niềm vui cuộc sống. Hạnh phúc từ lâu đã là một chủ đề được triết học, tâm lý học và đời sống con người quan tâm. Chúng ta thường gắn liền hạnh phúc với thành công vật chất, danh vọng và những thành tựu đạt được. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều người đạt được thành công lớn lao vẫn không tìm thấy hạnh phúc thực sự. Điều này đặt ra câu hỏi liệu hạnh phúc có thực sự nằm ở thành công hay không? Trong nhiều trường hợp, những người thành đạt, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ hay vị trí quyền lực, vẫn trải qua cảm giác cô đơn, bất mãn. Ngược lại, những người sống giản dị, không sở hữu nhiều vật chất lại có thể cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Điều này chứng tỏ rằng hạnh phúc không đơn thuần chỉ là đích đến mà là một hành trình, một cách sống. Bất kể thành công hay thất bại, niềm vui và sự hài lòng trong cuộc sống có thể đến từ cách chúng ta trải nghiệm và đánh giá cuộc đời. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá hạnh phúc từ góc nhìn của một hành trình, không phải đích đến, rằng thất bại không làm mất đi giá trị của cuộc sống và niềm vui có thể được tìm thấy ngay cả trong những thử thách. 1. Hạnh phúc là một trạng thái tinh thần, không phụ thuộc hoàn toàn vào thành công vật chất. Hạnh phúc, theo nhiều nhà nghiên cứu tâm lý, là một trạng thái thỏa mãn về tinh thần, trong đó con người cảm thấy hài lòng với cuộc sống và những gì họ có. Nó không phụ thuộc hoàn toàn vào thành công về mặt vật chất. Có rất nhiều người giàu có, đạt được những đỉnh cao trong sự nghiệp nhưng lại cảm thấy trống trải và mất phương hướng. Steve Jobs, người sáng lập Apple, dù là một trong những người thành công và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 21, đã chia sẻ trước khi qua đời rằng sự nghiệp và tài sản của ông không mang lại cho ông sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc thành công vật chất không đảm bảo hạnh phúc. Thành công có thể mang lại cho con người cảm giác thỏa mãn tạm thời, nhưng hạnh phúc đích thực đến từ sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Nó không phải là một kết quả cụ thể, mà là một cảm giác lâu dài xuất phát từ việc chúng ta biết trân trọng những gì mình có, không phụ thuộc vào số lượng tài sản hay danh vọng. Nhiều người trong các vùng nông thôn hay các cộng đồng kém phát triển trên thế giới, tuy sống trong điều kiện thiếu thốn về vật chất, nhưng lại có cuộc sống bình yên, hạnh phúc vì họ biết tận hưởng những niềm vui nhỏ từ thiên nhiên và gia đình. Thêm vào đó, hạnh phúc không phải là thứ có thể đo lường bằng các chỉ số bên ngoài như tiền bạc hay địa vị. Nó mang tính cá nhân và mỗi người sẽ có cách hiểu và cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Một người có thể cảm thấy hạnh phúc khi đạt được một vị trí công việc cao, trong khi người khác lại hạnh phúc chỉ cần được sống bình dị, gần gũi với thiên nhiên. Điều này cho thấy, hạnh phúc thực sự phụ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận và đánh giá cuộc sống của mình. Cuối cùng, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc thường xuất phát từ bên trong, từ sự biết ơn và nhận thức về những gì ta đang có, hơn là từ những thứ bên ngoài. Các nghiên cứu về tâm lý đã chỉ ra rằng, những người thực hành lòng biết ơn thường cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn hơn so với những người luôn chạy theo thành công vật chất. Lòng biết ơn giúp con người nhận thức rõ ràng hơn về giá trị của những điều nhỏ bé trong cuộc sống, từ đó tạo nên sự hài lòng sâu sắc. 2. Hạnh phúc là một hành trình, không phải đích đến. Một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải là đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào một mục tiêu tương lai, như một công việc tốt hơn, một ngôi nhà lớn hơn, hay một cuộc sống không còn khó khăn. Họ tin rằng khi đạt được những thành tựu này, họ sẽ thực sự hạnh phúc. Tuy nhiên, điều này thường dẫn đến một vòng xoáy không ngừng, nơi mà họ luôn cảm thấy không đủ và không bao giờ hài lòng với những gì hiện tại. Hạnh phúc thực sự không đến từ việc đạt được những mục tiêu cụ thể, mà là từ việc tận hưởng và trân trọng hành trình chúng ta đang đi. Trong cuộc sống, mỗi khoảnh khắc đều đáng giá. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào việc đạt đến mục đích đến cụ thể để cảm thấy hạnh phúc, chúng ta có nguy cơ bỏ lỡ những niềm vui nhỏ dọc đường. Nhà triết học Alan Watts từng nhấn mạnh rằng cuộc sống giống như một điệu nhạc. Mục đích không phải là để đạt đến điểm cuối, mà là để thưởng thức từng nốt nhạc, từng giai điệu trong quá trình. Tương tự, hạnh phúc không phải là một điểm đến cuối cùng, mà là việc ta biết trân trọng từng khoảnh khắc, dù là nhỏ nhất, trong hành trình cuộc đời. Một ví dụ khác về quan điểm này là câu chuyện của nhà leo núi Jack Mallory. Khi được hỏi tại sao ông muốn chinh phục đỉnh Everest, Mallory trả lời vì nó ở đó. Đối với ông, việc leo núi không phải chỉ để đạt đến đỉnh cao, mà là để trải nghiệm mỗi bước đi, mỗi thử thách trên hành trình. Điều này phản ánh rõ ràng quan niệm rằng hành trình mới là điều quan trọng, không phải đích đến cuối cùng. Việc trân trọng những khoảnh khắc hiện tại không chỉ giúp ta cảm thấy hạnh phúc hơn, mà còn giảm thiểu áp lực và căng thẳng do việc luôn đặt ra các mục tiêu lớn lao. Sống trong hiện tại, thay vì lo lắng về tương lai,
giúp chúng ta có cái nhìn lạc quan và tích cực hơn về cuộc sống. Thực hành chánh niệm, mindfulness là một phương pháp giúp con người tập trung vào hiện tại, cảm nhận sâu sắc từng khoảnh khắc của cuộc sống và từ đó tìm thấy sự bình an và hạnh phúc trong chính giây phút này. Trong cuộc sống, hành trình đi tìm hạnh phúc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều thử thách, khó khăn. Tuy nhiên, chính qua những trải nghiệm này, chúng ta mới có thể phát triển, trưởng thành và hiểu rõ hơn về bản thân mình. Thay vì chỉ chờ đợi kết quả, việc học cách yêu thương, trân trọng từng khoảnh khắc, từng bước đi trong hành trình sẽ giúp chúng ta sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. 3. Thất bại không phải là điểm kết thúc mà là một phần của hành trình hạnh phúc. Thất bại thường được coi là một nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc sống của nhiều người. Chúng ta được dạy rằng thất bại là điều tiêu cực, là dấu hiệu của sự yếu kém. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng thất bại thực sự là một phần không thể thiếu của hành trình hạnh phúc và trưởng thành. Những người thành công nhất thế giới không phải là những người chưa từng thất bại, mà là những người biết cách đứng dậy sau thất bại và tiếp tục hành trình của mình. Ví dụ điển hình cho điều này là nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison, người đã thất bại hàng ngàn lần trước khi phát minh ra bóng đèn điện. Khi được hỏi về những thất bại, Edison trả lời rằng ông không coi chúng là thất bại, mà là những bước tiến giúp ông đến gần hơn với thành công. Điều này cho thấy rằng thất bại không phải là một điểm kết thúc, mà là cơ hội để chúng ta học hỏi và cải thiện bản thân. Thất bại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân và xác định lại giá trị của những điều mà ta đang theo đuổi. Khi gặp khó khăn, chúng ta có thể tự đặt câu hỏi, điều gì thực sự quan trọng với mình. Thất bại không chỉ giúp ta suy ngẫm mà còn giúp chúng ta trưởng thành hơn về mặt tâm lý. Qua mỗi lần vấp ngã, ta học cách đối diện với bản thân, chấp nhận những thiếu sót và không ngừng cải thiện. Tuy nhiên, để tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong thất bại, chúng ta cần thay đổi cách nhìn nhận về nó. Thất bại không nên bị coi là một điều đáng sợ hay xấu hổ, mà là một phần tự nhiên của cuộc sống. Những người thành công thực sự không phải là những người tránh né thất bại, mà là những người học cách đón nhận nó và rút ra bài học từ đó. 4. Hạnh phúc không chỉ đến từ thành công cá nhân, mà còn từ các mối quan hệ và sự kết nối. Một phần quan trọng trong hành trình hạnh phúc của mỗi người là mối quan hệ với những người xung quanh. Trong nhiều nghiên cứu về tâm lý học hạnh phúc, yếu tố xã hội được xác định là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với sự hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống. Con người, với bản chất xã hội của mình, luôn tìm kiếm sự kết nối, thấu hiểu và chia sẻ từ những người xung quanh. Điều này không chỉ tạo nên cảm giác thuộc về, mà còn làm tăng cường cảm giác hạnh phúc khi có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với những người thân yêu. Một ví dụ điển hình là nghiên cứu dài hạn của Đại học Harvard về hạnh phúc, theo dõi cuộc sống của hàng trăm người trong hơn 75 năm. Kết quả cho thấy rằng những người có mối quan hệ gần gũi, chất lượng với gia đình và bạn bè thường cảm thấy hạnh phúc và sống lâu hơn. Điều này chứng tỏ rằng sự kết nối và tình yêu thương giữa người với người là nền tảng vững chắc cho hạnh phúc. Những mối quan hệ xã hội tích cực giúp giảm thiểu căng thẳng, tăng cường sức khỏe tinh thần và tạo ra cảm giác an toàn trong cuộc sống. Hạnh phúc không chỉ là về việc đạt được thành công cá nhân mà còn nằm ở việc chia sẻ niềm vui và giúp đỡ người khác. Khi chúng ta giúp đỡ hoặc cống hiến cho cộng đồng, cảm giác hạnh phúc không chỉ đến từ việc làm điều tốt mà còn từ việc thấy niềm vui của người khác. Lòng nhân ái, hào phóng giúp con người cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Ví dụ, những người tham gia vào các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ người khó khăn thường cảm thấy thỏa mãn về mặt tinh thần, bất kể tình hình tài chính của họ như thế nào. Ngoài ra, giao tiếp và duy trì các mối quan hệ tích cực giúp chúng ta đối mặt với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Khi có người để tâm sự, sẻ chia, chúng ta cảm thấy bớt cô đơn và dễ dàng vượt qua những trở ngại hơn. Một nghiên cứu tại Đại học California, Los Angeles, UCLA chỉ ra rằng con người có thể giảm mức độ căng thẳng và lo lắng thông qua các mối quan hệ xã hội hỗ trợ, đặc biệt là khi họ cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu. Tình yêu thương và lòng bao dung là nền tảng cho một cuộc sống hạnh phúc. Khi chúng ta sống với lòng nhân ái và sự thấu hiểu, không chỉ bản thân cảm thấy vui vẻ mà còn giúp tạo nên một môi trường sống tích cực cho những người xung quanh. Ví dụ, trong gia đình, việc duy trì sự hòa thuận, yêu thương không chỉ tạo ra niềm vui cá nhân mà còn giúp các thành viên sống hạnh phúc hơn. Vì thế, việc xây dựng và gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp chính là một trong những con đường quan trọng dẫn đến hạnh phúc bền vững. 5. Niềm vui có thể tìm thấy trong những điều nhỏ bé và giản dị. Không phải ai cũng có khả năng đạt được những thành công vang dội, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể hạnh phúc.
Niềm vui không phải lúc nào cũng đến từ những điều to lớn, mà đôi khi chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Đối với nhiều người, hạnh phúc là cảm giác khi được tận hưởng một ngày nắng đẹp, đọc một cuốn sách yêu thích hay thưởng thức một tách cà phê thơm ngon buổi sáng. Những điều nhỏ bé này có thể tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ và giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Việc tìm kiếm và trân trọng niềm vui trong những điều giản dị không chỉ giúp ta sống một cuộc sống bình yên hơn, mà còn giúp chúng ta tránh được sự căng thẳng và áp lực từ việc phải luôn đạt được những mục tiêu lớn lao. Trong một xã hội ngày càng cạnh tranh và áp lực, biết hài lòng với những gì mình đang có là một cách hiệu quả để duy trì hạnh phúc. Triết gia Hy Lạp cổ đại Epicurus từng cho rằng hạnh phúc không nằm ở sự tích lũy vật chất, mà nằm ở sự thỏa mãn với những điều giản dị và sự an tĩnh trong tâm hồn. Một ví dụ điển hình là cách mà người dân tại các quốc gia Bắc Âu như Đan Mạch hay Na Uy tìm thấy niềm vui từ khái niệm hy, thuật ngữ này mô tả sự ấm cúng, thoải mái trong những hoạt động thường ngày. Đối với họ, hạnh phúc đến từ việc tận hưởng những giây phút bên gia đình, bạn bè, hoặc đơn giản là ngồi bên lò sưởi trong mùa đông lạnh giá. Điều này chứng tỏ rằng niềm vui không cần đến những sự kiện lớn lao hay những thành công vang dội, mà có thể xuất hiện ngay trong những giây phút bình thường của cuộc sống. Ngoài ra, việc tìm thấy niềm vui trong những sở thích cá nhân cũng là một cách để tăng cường hạnh phúc. Những hoạt động như đọc sách, đi bộ hay chăm sóc cây cối giúp chúng ta kết nối lại với bản thân, đồng thời tạo ra sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Ví dụ, nhiều người chọn cách tham gia các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, leo núi hay tắm biển để giải tỏa căng thẳng và tìm thấy sự bình yên trong tự nhiên. Cuối cùng, hạnh phúc đến từ việc học cách hài lòng với những gì mình đang có. Trong một thế giới luôn thúc ép chúng ta phải cố gắng đạt được nhiều hơn, việc biết hài lòng và trân trọng hiện tại là một nghệ thuật quan trọng. Lòng biết ơn, khi được thực hành đều đặn, có thể giúp chúng ta nhận ra giá trị của những điều nhỏ bé trong cuộc sống, từ đó nuôi dưỡng một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.